Rồi, xin chào cả nhà. Thì cả nhà Châu Văn Tư lời nói đầu tiên á, kính chúc cả nhà ngày mới được nhiều vui vẻ và làm ăn được nhiều thành đạt nha cả nhà. Thì ngày hôm nay á, mình vẫn tiếp tục đi hốt ong gừng nữa cả nhà ơi. Thì đi đến đây cũng gặp được cái tổ ong nha cả nhà. Thì gặp được tổ ong của ông chủ nhà đây nè. Mà cái ổ ong cũng gần nha. Đây, hôm nay cũng đi cùng với Vũ Trường Giang nữa. Chào cái luôn cái. Đây, chào cả nhà. Nó cũng hơi chói nha. Để áo đi. Đây anh chủ nhà đây cả nhà ơi. Đó. À, cũng mới vô gặp đó cả nhà. Rồi vô hỏi là có con ảnh ở nhà đó, rồi con ảnh mới điện, ảnh mới về đó. Rồi anh cũng đồng ý cho mình hốt cái tổ ong nha cả nhà. Tổ ong này nó cũng khá bự nha. Nó đóng trên cái cây là cái cây miễn cầu vàng nha cả nhà. Nói chung cái cây bình bát á cả nhà nè, cây bình bát nè. Cây bình bát này cũng cổ thụ dữ lắm, nó tán thần không, nó bị ép riết rồi, riết còn cầm tay luôn cả nhà ơi, không biết tại sao nữa rồi lên nó đóng trên cây bình bát luôn kìa cả nhà. Cho cả nhà xem cái tổ ong rồi kìa, khủng khiếp luôn, 1,5 mét luôn nha cả nhà. Nói 1,5 mét hơi quá chứ cỡ 1,2 m, 1,3 m cả nhà ơi, dữ lắm luôn kìa. Mà ổ ong thì cũng gần nha cả nhà, đây nó khoảng chừng 4 mét là cùng, 3 mét 4 mét là nghe. Ủa cả nhà nhìn cái ổ ong nhìn thấy sướng chưa, và nhìn thấy cái đầu mọc nó cũng phì phì nè cả nhà, nhìn thấy cũng ấm áp lắm á, nhìn thấy cũng sướng sướng mắt luôn á cả nhà. Nè đây nè, cái đầu trầu dò luôn á cả nhà ơi. Rồi để bắt đầu mình sẽ lên mình chinh phục cái tổ ong khổng lồ này nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình lên cả nhà ơi, mình sẽ chinh phục tổ ong này nha. Rồi có mặt miết giờ không đây, thấy nó cũng phá phù quá cả nhà. Ôi, còn mong cho nó có mặt cái coi. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Ừ, quá khói à. Dữ lắm nha cả nhà, cho cả nhà xem cái ổ ong nè. Dữ lắm luôn rồi. Nhà thấy ghê chưa? Rung mình không cả nhà? Thối thần cái tổ ong không cả nhà? Ghê chưa? Khiếp hồng chưa cả nhà? Tội nấu cái tổ ong luôn rồi cả nhà. Vô cái nè. Ghê chưa? Đó. Quá khứ rồi cả nhà ơi. Đó. Ôi. Bên đây nữa nghe cả nhà. Coi nè. Thối thần chưa cả nhà. Đó. Rồi đến bắt cả nhà. Quá trời khối luôn rồi. Khối cũng khủng khiếp luôn rồi. Chám voi cái coi. Xin một lần chám voi coi. Chám voi cái quá đã coi. 1, 2, 3 khui. Rồi chám voi cả nhà ơi. Ôi ôi bị sâu luôn rồi. Ôi vô nè cả nhà ơi, ổ ong nó bự cơ nè. Nhà thấy khiếp chưa? Ôi ôi chám voi nè nghe cả nhà. Mà chưa bít voi hết. Bên đây coi sao. Ôi ôi bên đây có cục luôn cả nhà ơi. Quá khứ luôn rồi nè. Trời ơi chạy kẹo tới đây luôn rồi cả nhà. Rồi quá ngon rồi cả nhà ơi. Quá ngon à. Sâu nè cả nhà ơi. Quá cỡ luôn. Để mình cho cả nhà xem cái cục mật nha. Cục mật thì khỏi phải nói luôn rồi. Quá ngon rồi nè cả nhà, chám vô luôn nha. Đó. Ôi ôi, sướng. Chưa chấm vôi hung cả nhà, nó cũng được con khu này thôi nè. Đó, cả nhà thấy không? Ổ ong cũng nhẹ te luôn nè. Dữ lắm luôn. Rồi bên đây nè cả nhà ơi. Bên đây nữa nha. Nè, bên đây cũng chám vôi luôn nè. Đó, quá đã chưa, quá đã.
Thôi rồi để cắt luôn cả nhà ơi. Quá trời ba cái nhánh nó tùm lùm quá. Quá cỡ rồi. Quá thứ rồi. Để mình quơ khối cái nghe cả nhà. Quơ khối cái đi. Quá khứ rồi. Vậy cũng ngon cả nhà ơi. Quá đã rồi. Quá ấm áp rồi. Ra con. Ra bay ra đi. Vô đây làm chi. Phải cái kèo này kèo lớn cái nữa. Bú cục thịt luôn cả nhà. Kèo lớn cái nó là ngon cơm luôn. Ôi dồi, kèo này nó hơi nhỏ. Rồi. Ôi quá đã cái nhà ơi nè. Hết sức không. Nè. Chám vô nha cái nhà. Quá đã chưa. Ôi dồi, mặt cái chải. Nè. Bên đây chưa được nhiều nha cái nhà. Rồi, nhà để bỏ vô đi rồi mình xuống mình cho cả nhà xem sau nha. Sửa tàn lại chút nữa cả nhà. Sửa rồi đặt nha cho nó. Đặt sau nó bơm mặt vô nhiều. Có sâu một lúm chân nè. Ừ. Sửa vậy nha cả nhà. Cho sao nó bơm mặt vô bắt nữa. Để bắt nó sâu cái cả nhà. Bên đây không có sâu rồi. Bắt nó ở bên kia á. Bắt sâu là mình xuống nha cả nhà. Để lấy cây cuối vô cái đi. Đây nè, có mấy sâu đây. Ờ bắt rồi hết trơn cả nhà. Có ở đây còn. Ủa gỗ nhìn ghê chưa cả nhà. Nó thêm dĩ nữa đẻ con nữa cả nhà. Rồi để xuống cả nhà ơi. Trái banh quẩn chân này. Quá sướng này. Quá đã rồi. Ái da. Lên đi. Lên đi ở đây làm gì? Đi vô đi con. Kỳ. Rồi đi ra đi anh. Chú ra đi, chú ra đi. Có khói nè. Ờ xong rồi đó. Giữ giữ anh đi ghẻ cắn không á. Cũng được anh nè. Cũng được, cũng đỡ đỡ. Nè. Nè anh, cầm á. Nè. Đó, chưa để em quay cái anh đây cho em quay cái đi rồi kết thúc luôn. Đây nha cả nhà. Đó anh chủ nhà đó nha. Anh cũng dễ thương lắm nha cả nhà. Đó cả nhà thấy không. Cục mặt cũng có lý nè. Mình đây chám dồi hơi nhiều nha cả nhà. Đó. Rồi nếu mà cả nhà có xem qua cái đoạn video này, rất mong được cả nhà ủng hộ cho kênh Săn Bắt Chính Long nha cả nhà. Và nếu mà thấy cực khổ thì cả nhà cho Văn Tư xin một like và một lượt đăng ký nha cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Hẹn cả nhà những cái video tiếp theo nữa nha.